qua câu hỏi số 3. Bạn này có mấy con chó? Bạn nào biết bạn này có mấy con chó thì giơ tay lên. Mời em. Đúng rồi, giỏi lắm. Có 3 con chó nè, các em cùng đếm với chị nha. 1, 2, 3. Đây là số 3. Number 3. 3, number 3. Mấy con chó này dễ thương quá ha mấy em ha. Chúng mình cùng đếm chung.